Nhào vô quánh đại đi, nhấp nhấp hoài khó chịu quá. Mày lấy túi mì phẩm của tao chưa? Lấy rồi nè. Thì mày đưa tao đi. Nè. Hôm nay chạy xe được mấy cuốc rồi? Mày biến chạy quá à? Chạy xe mà làm biến. Mày có làm biến ăn không kìa? Không phải, bị hôm nay em có hẹn. Mày hẹn ai? Em hẹn lên coi live stream quánh ghen. Chạy sớm rồi live stream chi vậy? Anh không biết cái vụ quánh ghen này là vụ hot nhất trong năm luôn. Thằng chồng đình 2 năm rồi, bắt quả tang 12 lần, hôm nay nó mới quánh. Chạy sớm đi. Mà coi ba cái này, tao về nấu cơm, tao trễ mày. Khoan, Dĩ đâu, Dĩ không nấu, Dĩ bắt anh về nấu cơm vậy? Không hiểu sao nó nạn vợ tao, nó đi sớm về khuya không à. Đó, khi mà nó về tao ngủ, mà tao khất rồi nó đi. Vậy thôi, cần tìm hiểu gì nữa không? Khoan. Mày nói gì vậy? Bình mỹ phẩm này là anh mua như vậy hả? Bà mua bà đặt trên mạng, tao mới nhờ mày lấy giùm tao. Tự nhiên cái đi mua mỹ phẩm về làm đẹp. Cơm không nấu bác anh tự nấu. Tao thương vợ tao, tao muốn nấu cơm thì được không? Nhiều chuyện. Chết rồi anh Tài ơi, chết anh rồi. Chết cái gì? Giờ anh có dấu hiệu ngoại tình rồi anh Tài ơi. Mày đừng có coi live stream mà đừng có lên mạng quá, riết mà sống ảo nha. Tưởng tượng tầm lum người ta ra. Không có đâu, em không tưởng tượng đâu. Mày nói ốc ác tao đổ lên à. Theo những gì mà anh nói nãy giờ, nhìn tình hình sao em phân tích được, vợ anh có dấu hiệu ngoại tình chắc luôn. Phụ nữ mà thay đổi gì là ngoại tình. Nhất, tự nhiên cái mua mỹ phẩm về trang điểm, xong rồi mua quần mua áo về xến xúa lên làm đẹp có không? Thứ hai, hay lén lút nghe điện thoại một mình, đêm xuống không ngủ, nằm nhắn tin cười hô hố có không? Thứ ba, hay viện lý do để vắng mặt. Cuối cùng mới quan trọng nè, lịch sinh hoạt thay đổi một cái sạch, đổi hết. Thôi anh khùng. Gì anh? Tưởng nó mãi mãi mà. Xàm xí đâu. Không có, em nghiên cứu trên mạng, nó nói vậy anh. Nghiên cứu trên mạng gì mà lo chạy xe đi, đói cả đám bây giờ đây nè. Anh tỉnh em đi anh. Ai tôi về nấu cơm mày ơi. Anh không tin em đừng hối hận nha. Em báo tin mày tao mới hối hận á. Báo không nên tin nhóm nét nó nói em vậy mà. Về coi lại nha, mốt đừng ra đây than thân trách phận với tôi à. Ui, đang coi là chi mất đoạn của người ta rồi. Ủa gì kỳ vậy? Nãy chồng nhà vô quánh mà giờ chồng mặt máu không là sao? Sao? Gì? Chở em qua cầu Sài Gòn dùm cái. Cho anh kia đi xe buýt giùm anh nghe cưng. Đang bận lắm. Cái gì vậy? Ui. Ủa 12 giờ khuya rồi. Bà này đi đâu sao chưa về ta? Tự nhiên cái mua mỹ phẩm về trang điểm, xong rồi mua quần mua áo về xến xúa lên làm đẹp. Hay viện lý do để vắng mặt, lịch sinh hoạt thay đổi một cái sạch, ngoại tình chắc rồi. Bà đâu về vậy? Ủa chưa ngủ hả? Tôi đợi bà mà. Đi gặp bạn. Thôi tôi vô tắm nha. Không ăn cơm hả? Ăn cơm với bạn rồi. Alo. Hay lén lút nghe điện thoại một mình, ngoại tình chắc rồi. Đi vô ngủ. Tôi không có buồn ngủ. Bà ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với bà. Trời ơi, cái gì để mai nói được không? Chứ bây giờ tôi mệt lắm rồi, vô tắm cái là ngủ liền luôn đó. Bà ngồi xuống đi, tôi nói tôi có chuyện muốn nói với bà. Gì nghiêm trọng vậy không biết nữa à. Trời, ngồi xuống rồi nè, nói gì nói lẹ nha, mệt lắm. Sao bà nghe điện thoại lén lút quá vậy? Thì
Nhi ở đây lỡ em lớn tiếng rồi con gái nó đang ngủ nó thức dậy thì sao? Ủa mà nghe ngoài đâu có làm sao đâu. Rồi thôi em vô tắm đây nha. Tôi biểu bà ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với bà. Trời ơi cái gì mà nghiêm trọng quá à. Thôi để mai đi. Tôi nói ngồi xuống, có chuyện muốn nói với bà. Trời ơi. Nè, ông nói nhỏ nhỏ chứ, ông muốn dựng nguyên cái xóm vậy hay sao? Bà không chịu nói á, tôi dựng cả xóm vậy luôn. Rồi thôi nè, tôi ngồi rồi đó, nói gì nói đi. Bà có chuyện gì muốn nói với tôi không? Nói chuyện gì? Ông định ngồi đây tới sáng hả? Đúng, nếu bà không trả lời những câu hỏi của tôi. Được, ông hỏi đi, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của ông. Vậy nghe tôi hỏi nè, tại sao lúc này bà ăn mặc trau chuốt quá vậy? Hồi trước á, tôi ăn mặc xòe xòa, ông chê. Cái giờ á, tôi ăn mặc chỉnh chu hơn chút, ông cũng không chịu, ông cũng thắc mắc. Vậy giờ ông muốn tôi phải sống làm sao đây? Tại sao lúc này bà đi sớm về khuya quá vậy? Thì lúc này công việc khó khăn, tôi kiếm việc làm thêm, được chưa? Chứ không phải đi hẹn thằng khác hả? Bây giờ muốn sao? Bây giờ muốn nói chuyện đàng hoàng hay là ông muốn tôi bỏ vô trong? Hay là ông muốn ấp bàn đọc ghế nói chuyện đây? Tôi muốn bà phải nói rõ, bà quen thằng đàn ông nào? Tôi không quen thằng đàn ông nào hết. Bà thua thiệt đi, bà đừng có chối. Bây giờ tôi không có thằng đàn ông nào, làm sao tôi thú nhận được? Bà không thú nhận tôi không cho bà ngủ. Đúng, tôi thú nhận với ông, tôi đã có người đàn ông khác. Ông vừa lòng chưa? Ông vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa? Trời ơi, nó thú nhận rồi kìa. Ủa sao? Ai giống vợ mình quá vậy ta? Không lẽ vợ mình ngoại tình? Chết rồi. Đứng lại. Nhưng ai kêu mình không ta? Mày đứng lại đi với tao. Hả? Mày cái à? Ủa? Mày à? Ủa? Ai dạ? Tại sao mày lấy vợ tao? Tôi bắt tụi tao cũng ra từng mặt được không? Bây giờ bà binh vực cho nó phải không? Mày đứng lại. Đứng lại. Nè. Đứng lại. Bình tĩnh. Anh Tài. Bình tĩnh gì nổi. Tự nhiên anh đánh em nhịn lại. Sao mày biết tên tao? Đánh theo tụi dữ dằn rồi đánh mày. Mày nói cái gì? Giết mày luôn á. Nè. Em là sao mà tự nhiên đánh em? Mày là thằng Sa? Trời ơi. Trời ơi. Cái người đầu óc tay gối của tôi mà bây giờ nó lấy chị dâu của nó. Cái gì vậy? Anh nói em gì dâu á? Ừ. Anh bị điên hả? Ông bị điên hả? Chạy đi. Bình tĩnh lại nghe tôi nói nè. Bà ngoại tình bà kêu tôi bình tĩnh hả? Thì ông cứ bình tĩnh đi rồi ông muốn làm gì thì làm nè. Bà nói ông phải bà chết cho tôi. Ông im nghe tôi nói nha. Nè, tôi á, tôi tức ông. Tức tôi cái gì? Thì đó, nguyên một đêm hôm qua ông cứ lằng nhằng, ông không cho tôi ngủ. Rồi ông cứ đổ tội tôi cái này, đổ tội tôi cái khác. Cho nên là sáng nay tôi tức quá, tôi ôm đồ tôi đi. Ủa chị, đi đâu sớm vậy chị? Chở chị lên Bình Dương đi, lẹ lẹ. Hả? Mới sáng sớm gì đi gần ghê, lên Bình Dương chi chị? Thôi chị mệt lắm, lẹ đi em. Dạ. Mới sáng sớm lén la lén lút, mờ mờ ám ám. Chết ông Tài ơi, ông bị cắm sừng rồi. Bà đi, tôi nói bà đi đâu, bà còn nói là bà đi cặp bồ. Tại làm sao mà tôi nói đi cặp bồ cũng là tại ông. Ông đổ cho tôi ngoại tình mà, thì tôi làm theo ý của ông. Nhưng mà thực tế là tôi đi về mẹ tôi. Tôi ra tôi nhờ chú Sa chở tôi lên mẹ mà. Bà nhờ nó chở đi về mẹ bà. Mắc mới gì bà ôm nó, ôm xà nẻo luôn. Tôi ngủ gục, chú Sa sợ tôi té xuống đường cho nên biểu tôi vịn rồi dựa vai vô chú để cho nó khỏi té. Ôi, gì vậy chị? Trời ơi, sao hôm nay em thấy chị mệt mỏi quá vậy? Đêm qua chị không có ngủ. Chị làm ơn chị vịn vô người em đi, không lát chị ngủ gục chị gớt xuống xe nữa. Khi
xét tường tận rồi hãy nói chứ. Người lớn cho con nít đâu mà cứ hồ đồ à. Còn cái chuyện xài mỹ phẩm là vậy nè, tôi thấy dạo này tự nhiên cái da tôi nó nhăn nhăn, tôi sợ ông chê tôi xấu, rồi tôi mua mỹ phẩm về tôi dưỡng cho nó căng lên, đẹp lên, với lại tôi diện đồ lên để ông nhìn ông đỡ chán tôi. Tôi không biết á, gần đây ông nghe lời cái đứa nào suối bậy về nhà ghen tuông tùm lum tùm la, tưởng gì lạ lùng. Dạ em. Là chú hả? Dạ. Kính thưa chị dâu, tại vì suốt ngày em lên trên mạng em coi livestream quánh ghen giật chồng giật vợ, xong rồi em tự đúc kết mấy cái kinh nghiệm trên đó, mấy kinh nghiệm xàm tào lao của em, xong em truyền đạt lại cho ảnh. Ai ngờ anh đi nghe theo, anh về anh làm khó làm dễ chị. Trăm ngàn lần là tại em, xin lỗi chị dâu. Anh cũng dạy, anh lớn về đầu nghe lời thằng nhỏ. Cho tôi xin lỗi đi, mốt tôi không dám nữa. Lên xe đi, tôi chở về hai chồng mình đi ngủ. Nhớ để tôi ngủ nha, chứ không có đứng thức tôi dậy cứ lèm bèm cằn nhằn đó nha. Tôi dạo này tôi mất ngủ hoài là vì ông đó. Tôi cũng mất ngủ hoài là vì bà đó. Rồi, dạo này chị dâu hay mất ngủ lắm hả? Ừ. Thôi chết rồi anh ơi. Gì kìa, nói gì kìa? Năm em quên nói với anh nữa. Sao, phụ nữ mà đột nhiên hay mất ngủ là chắc đang tương tư về một người nào đó vậy. Mày nữa.